Ayo, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với điện thoại Vui TV. Hôm nay thì cùng mình đến với Apple News số 334 để xem chiếc Apple Glass không phải là Vision Pro của Apple. Nó sẽ có những điểm gì và nó khác gì so với Vision Pro nhé. Ok, let's go. Năm nay, tin đồn gây nhiễu loạn thông tin nhất về iPhone 15 đó chính là sự hiện diện của iPhone 15 Ultra. Và rất có thể chỉ một tuần nữa thôi, chúng ta sẽ có 3 chiếc smartphone cao cấp đến từ nhà Apple: iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max và cuối cùng iPhone 15 Ultra. Trên nền tảng X vào ngày 1 tháng 9, Martin Bu, người từng cung cấp nhiều thông tin chính xác về các sản phẩm chưa ra mắt của Apple cho biết, Apple sẽ giới thiệu cùng lúc hai mẫu iPhone 15 Pro Max và iPhone 15 Ultra. Cả hai sẽ sử dụng màn hình 6.7 inch, trong đó 15 Pro Max trang bị RAM 6GB, bộ nhớ tối đa lên tới 1TB, còn bản Ultra có RAM 8GB và bộ nhớ tối đa lên đến 2TB cùng với camera tốt hơn. Ngay từ tháng 9 năm 2022, chuyên gia Matt Gurman của Bloomberg và chuyên gia tin đồn Martin Bu đã đề cập đến việc iPhone 15 Pro Max được đổi tên thành iPhone 15 Ultra. Tuy nhiên, đến giữa tháng 2, Gurman lại nói rằng nhiều khả năng phải tới năm 2024 phiên bản Ultra mới được trình lên. Đến cuối tháng 8, chuyên gia Andrew O'Hara của Apple Insider lại dẫn một nguồn tin trong ngành nói rằng Apple quyết định đặt tên smartphone cao cấp sắp ra mắt là iPhone 15 Ultra. Khác với các thông tin trước đó về việc đổi tên, Martin Bu lại khẳng định Apple sẽ công bố hai model. Điều đó có nghĩa iPhone 2023 có tổng cộng 5 phiên bản bao gồm iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max và cuối cùng iPhone 15 Ultra. Các sản phẩm dự kiến sẽ trình làng vào lúc 10 giờ ngày 12 tháng 9, tức là 0 giờ ngày 13 tháng 9 theo giờ Hà Nội, tại nhà hát Steve Jobs trong khuôn viên trụ sở Apple Park ở California. Mặc dù là Apple vừa cho ra mắt chiếc kính thực tại ảo tăng cường Vision Pro, thế nhưng nó chưa đáp ứng được tham vọng của Apple và mới đây thì Apple còn có dự định rằng họ sẽ cho ra mắt một chiếc kính Apple Glass với thiết kế giống như chiếc kính bình thường mà chúng ta đang đeo và nó sẽ được tăng cường những tính năng thực tại ảo. Apple vừa trình làng kính thực tại ảo đầu tiên Vision Pro với thiết kế đẹp, công nghệ hiện đại và trải nghiệm khác biệt so với những mẫu kính có trên thị trường. Tuy nhiên, về tổng thể, sản phẩm vẫn bị đánh giá là còn cồng kềnh và chưa thực sự đột phá. Do đó, mục tiêu tiếp theo của hãng được cho là một mẫu kính Apple Glass với thiết kế tương tự như kính mắt thông thường nhưng có thể hiển thị các nội dung thực tế tăng cường như Apple Maps và tra cứu thông tin. Một số nguồn tin còn cho biết sản phẩm có thể được ra mắt trong năm 2026. Một trong những thách thức lớn nhất khi phát triển kính thực tại ảo là giao diện cho người dùng. Theo mô tả bằng sáng chế mới, nút Digital Crown giống đồng hồ thông minh Apple Watch sẽ được đưa lên trên kính cho người dùng điều khiển dễ dàng hơn. Các thiết bị lớn như Vision Pro được trang bị cảm biến để nhận biết ánh mắt của người dùng để thực hiện các lệnh chuyển đổi nội dung. Trong khi đó, với những mẫu kính có thiết kế nhỏ hơn, việc bố trí cảm biến trở nên khó khăn nên Digital Crown được xem là lựa chọn hợp lý. Ngoài khả năng xoay, nút này trên Apple Glass còn hỗ trợ cảm ứng và điều hướng giống joystick. Apple Glass là dự án đầy tham vọng của Apple. Một số nguồn tin cho biết hãng vừa muốn thiết bị có kiểu dáng nhỏ gọn như kính mắt, vừa muốn thời lượng pin phải kéo dài được một ngày. Các công ty như Google từng phát triển sản phẩm tương tự nhưng đã từ bỏ do khó đáp ứng được tiêu chuẩn về thẩm mỹ, tính năng cũng như sự riêng tư. Việt Nam đang ngày càng được lòng các doanh nghiệp lớn và mới đây thì Apple đã chuyển 11 dây chuyền sản xuất các thiết bị của họ sang Việt Nam để cho Việt Nam sản xuất. Ông Vượng cho biết thời gian qua xu hướng dịch chuyển các chuỗi cung ứng toàn cầu diễn ra mạnh mẽ, rất nhiều tập đoàn lớn đã tìm cách mở rộng mạng lưới và phát triển cơ sở sản xuất tại Việt Nam. Ví dụ điển hình nhất cho đến nay, tập đoàn Apple của Mỹ đã chuyển 11 nhà máy sản xuất các thiết bị nghe nhìn sang Việt Nam. Tập đoàn Intel mở rộng giai đoạn bằng 2 nhà máy kiểm định chip tại thành phố Hồ Chí Minh, trị giá là 4 tỷ đô. Tập đoàn Lego của Đan Mạch đầu tư xây dựng nhà máy ở Bình Dương với tổng số vốn là 1 tỷ đô. Tập đoàn Samsung đã dịch chuyển toàn bộ dây chuyền sản xuất điện thoại về Việt Nam và Ấn Độ. 60% sản lượng điện thoại thông minh của Samsung bán ra trên thế giới được sản xuất tại Việt Nam. Những tập đoàn lớn khác như Boeing, Google hay Walmart đều có sự nghiên cứu môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Nhận định về làn sóng này, các chuyên gia kinh tế đều cho rằng đây là cơ hội lớn để Việt Nam thu hút vốn FDI, phát triển kinh tế. Nhưng đồng thời cũng là thách thức lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam vừa tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, buộc họ phải nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường sản xuất cũng như các sản phẩm công nghiệp phụ trợ. Và theo thông tin từ giới thạo tin, họ cho rằng Apple sẽ cho ra mắt chiếc Apple Watch Series 9 và chiếc Apple Watch Series 9 đó với bộ khung được làm bằng máy in 3D. Theo nguồn tin đánh giá rằng, Apple thực sự nghiêm túc với việc thử nghiệm phương pháp in 3D trên dòng đồng hồ bằng thép không rỉ, vốn chiếm 10% doanh số smartwatch của hãng. Kỹ thuật sản xuất mới giúp công ty có thể giảm nhu cầu sử dụng các khối kim loại lớn, từ đó rút ngắn thời gian chế tạo cũng như tiết kiệm nguyên vật liệu. Theo phương pháp truyền thống, nhà sản xuất phải cắt khối thép lớn thành các khối có kích thước tương đương sản phẩm, sau đó sử dụng máy CNC để khuyết các chi tiết một cách chính xác, loại bỏ phần thép không được sử dụng. Trong khi đó, với công nghệ in 3D, nhà sản xuất ban đầu sẽ phun vật liệu
nhập bột cùng với chất kích dính để tạo nên một bộ khung giống với sản phẩm cuối cùng. Sau đó họ sẽ sử dụng phương pháp thiêu kết, tức là dùng nhiệt và áp suất để biến khung có chất lượng tương đương như thép truyền thống. Và cuối cùng máy CNC mới được sử dụng để phay cách chính xác các chi tiết. Cách làm này được kỳ vọng giúp Apple thay đổi quy trình sản xuất, giảm chi phí và thực hiện cam kết bảo vệ môi trường của hãng. In 3D cũng là công nghệ giúp hãng có thể sử dụng kim loại ở mức tối thiểu. Tuy nhiên, thử nghiệm của Apple mới áp dụng trên phiên bản thép, trong khi hãng chưa có bước tiến thực sự nào ở vật liệu nhôm, vốn chiếm phần lớn trong thiết bị của Apple hiện nay. Theo Bloomberg, nếu thành công, đây sẽ là trường hợp đầu tiên sản xuất một bộ phận kim loại bằng phương pháp phun chất kết dính bằng quy mô lớn. Và đó là những thông tin rất hot của Apple trong thời gian qua. Vậy thì các bạn nghĩ rằng Apple sẽ ra iPhone 15 Pro Max hay là Apple sẽ ra luôn iPhone 15 Pro Max và iPhone 15 Ultra? Để lại bình luận cho mình biết với nhé. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và subscribe cho Điện Thoại Vui TV để ủng hộ cho bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.